Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với phần 3 của cái video hướng dẫn anh em chạy quảng cáo Facebook từ A đến Z. Thì ở đây anh em thấy rằng cái campaign của mình đã chạy được khoảng 2-3 ngày gì đấy và nó tiêu hết 600 nghìn. Ở đây nó sẽ hiển thị cho chúng ta kết quả, đó chính là có 3 tin nhắn đúng không ạ? Tuy nhiên là cái kết quả này nó đang sai bởi vì Facebook nó đang có lỗi, Facebook nó đang có vấn đề về phân phối và trên thực tế thì nó có nhiều hơn số tin nhắn, nhiều hơn số bình luận. Tuy nhiên là cái chỉnh quản lý quảng cáo nó không đếm được, thì cái việc này là cái việc rất bình thường mọi người nhé. Thì cái chỉ số này nó sẽ đếm cho chúng ta trong vòng 7 ngày, nó sẽ cập nhật đầy đủ của chúng ta trong vòng 7 ngày đó. Thì cái việc sai kết quả này nó cũng không sao. Tuy nhiên mình nhận thấy rằng nó cũng cái chiến dịch này nó không có hiệu quả, vậy nên là mình sẽ tắt nó đi anh em nhé. Vậy nên là mình sẽ tắt nó đi. Thông thường thì sẽ không để tiêu nhiều như này đâu, thông thường sẽ không để tiêu nhiều như này đâu các bạn nhé. Thông thường mình chỉ để tiêu khoảng độ 200 cho đến 300 nghìn là sẽ biết được rằng là cái bài quảng cáo đấy, cái mẫu quảng cáo đấy nó có hiệu quả hay không. Ở đây mình để 600 bởi vì sao? Bởi vì đây là cái mẫu mới và mình sẵn sàng có thể test, có thể chi, có thể test và cũng để làm clip cho anh chị em xem. Thì mình để ở đây để cho anh chị hình dung ra. Thì khi mà đấy, ở đây nó 1, 2, 3, 4, 5 5 thì nó tiêu hết khoảng 400 nghìn, nó rơi vào tầm 80 nghìn. Tin nhắn nó quá là đắt thì cái chiến dịch này nó không hiệu quả. Và sau khi mình test ở đây thì mình nhận thấy rằng cái mẫu áo này khách hàng rất thích màu đen, khách hàng rất thích màu đen đấy. Thì mình sẽ tìm những cái mẫu áo màu đen tương tự mình chạy và mình sẽ thay đổi cái chạy là từ một đẩy. Đây là mình tạo nháp một đẩy, anh em mình dùng nhỉ, mình tạo một đẩy thì mình sẽ tạo thành bố này để mình chạy một cái campaign khác đó. Thì ok, đây là cái video phần 3 giúp cho chúng ta hiểu rằng là khi nào nên tắt. Thì khi mà nó chúng ta đã chạy như này mà không hiệu quả rồi thì chúng ta khuyên chúng ta đã tắt cái bài này, cũng phải chạy được 4 ngày rồi, 4 ngày rồi thì mình để cho nó cái kết thúc cái giai đoạn mới học ấy, xem có hiểu được cái phân phối được đúng tập hay không. Thì cái trường hợp này thì chúng ta sẽ lên lại bài khác, bằng cách là thay đổi content. Thay đổi content ở đây đó chính là thay đổi cái hình ảnh thôi, chỉ cần thay đổi cái hình ảnh là được rồi. Đấy, anh chị em ạ. Ok đúng nhỉ. Ngoài ra thì chúng ta hôm trước cũng có cái đặt một số chỉ số, thì chúng ta sẽ vào cái đặt này chúng ta xem nó có hiệu quả, xem cái độ hiệu quả của cái bài này như thế nào đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái rằng cái chỉ số CTR có một điều nghịch lý ở đây, đó chính là khi chạy tin nhắn thì cái CTR nó rất là thấp, mà chạy tương tác thì CTR nó rất là cao. Thông thường cái điều này nó sẽ ngược lại, thông thường cái điều này nó sẽ ngược lại. Thì ở đây mình thấy cái bài CTR tương tác là 5,8% mà tương tác ổn, chi phí cũng ổn. Tuy nhiên là có cái phần tin nhắn thôi, thì tin nhắn ở đây nó do thằng Facebook đang ngáo anh chị em ạ, do Facebook đang ngáo và mình cũng không chăm sóc quá kỹ nữa. Ok, tiếp đến là mình muốn chia sẻ với anh chị em rằng khi mà chúng ta chạy một bài quảng cáo như vậy thì với những cái fanpage đầu tiên, với những fanpage bắt đầu thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để cho kéo cái lượng traffic, lượng khách hàng ok hơn. Thì cái bài này mình sẽ cho nó hiển thị bài viết trên trang này, mình sẽ cho nó hiển thị lên trên fanpage để mọi người có cái nhìn về cái chỉ số của nó cụ thể hơn. Đây, đấy, mình sẽ đăng nó lên trang nhé. Rồi, ép lại. Sau khi mình đăng nó lên trang thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chỉ số của nó như thế này. Đó, một cái bài đấy, tiếp cận được 11.000 người, đấy, được tương tác là 400, nói chung là cũng kém. Nhưng mà đây mọi người thấy một cái chỉ số ở đây nó đang có 237 lượt lượt like và một lượt cảm xúc này anh chị em nhung nhỉ. Thì các bạn thấy không, ở đây mình có chữ đã mời, tức là mình đã mời họ thích cái fanpage của mình đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ đó là invite post, invite like post. Đây, công cụ này nó có tên là invite like invite post like to like page for Facebook, nghĩa là tức là những người mà thích cái bài viết này của mình thì chúng ta sẽ mời họ thích luôn cái trang của mình đúng không ạ. Cái công cụ này chúng ta sẽ chỉ cần cài vào Chrome thôi. Đây mọi người nhé, ví dụ như này, các bạn ấn thêm vào Chrome và thêm vào tiện ích là xong, các bạn gõ nó ra Chrome đấy đúng nhỉ. Tiếp đến ở đây các bạn sẽ ghi vào ra cái thanh công cụ này, các bạn thấy chữ ILV này, đây là cái biểu tượng của nó, chúng ta kích vào thì cái này ạ,
Để hoạt động được thì các bạn phải vào bài viết. Cái bài viết này có số lượng, mình đã tìm bài viết khác xem nào. Cái bài viết này không có này, thì mình sẽ vào bài viết này. Mọi người thấy rằng có 237 người đúng không? Bạn click vào đây, mọi người click vào đây, sau đó các bạn bật cái tool này đi. Đấy, click vào invite này. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị, nó mời, nó quét. Ở đây mình đã mời hết rồi, mình đã mời hết rồi, cho nên là nó sẽ mất thời gian. Và cái này một lần tối đa sẽ được 490 lời mời. Nếu như các bạn có nhiều hơn thì các bạn sẽ phải chia ra, và một ngày các bạn sẽ mời được khoảng 2 lần, 4 lần trong vòng 24 giờ. Đấy, ở trên này là có hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta cứ mời thôi, thì ai thích trang fanpage của chúng ta thì ai thích cái bài viết quảng cáo của chúng ta thì chúng ta sẽ mời vào thích fanpage của chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta cái đây nó nhằm mục đích là để cho cái fanpage của chúng ta có đối tượng. Ngoài chủ nhật được có đối tượng thì chúng ta sẽ vào cái phần thông tin chi tiết này. Thì mọi người sẽ thấy rằng ban đầu nó sẽ có cái đối tượng. Với những cái fanpage mới, fanpage nhỏ thì cái việc chạy quảng cáo nó sẽ đắt đỏ là chuyện bình thường. Đấy mọi người thấy không ạ? Mình bỏ số tiền thì cũng khá đắt đỏ. Đấy, 34 lượt xem trang, 2 lượt thích trang, tiếp cận cực nhiều người. Ok. Đó, thì chúng ta sẽ xem rằng trên cái chỉ số thì các bạn có thể thêm một số cái trang, một số cái trang liên quan nó gợi ý ở đây thì chúng ta sẽ thêm nó vào như thế này. Đây, thì có một số trang này mọi người cứ thêm vào như thế này. Đấy, nó gợi ý là những cái trang liên quan đến thời trang ấy. Đấy, mọi người sẽ thêm vào. Sau đó thì mọi người sẽ theo dõi. Nếu được thì mọi người có thể cái phần thêm trang này ở đây, mọi người có thể nhập cái đường link trang của đối thủ các bạn vào, thì mọi người sẽ xem rằng cái đối thủ của mình và mình nó có cái khác biệt thế nào. Thì ở đây nó sẽ hiển thị này, ví dụ này, cái trang này nó có 88 bài viết trong tuần này, rất là nhiều. Hôm nay mới là thứ tư, từ thứ hai đến thứ tư nó đăng 88 bài. Đấy, bài này nó đăng 11 bài. Cái bếp này đang vượt trội, cái lượt tương tác rất là nhiều. Thì cái bếp này là gian đây, đến bếp số 3 này. Thì mình mọi người thấy không? Thì cái này nó có lượt tương tác khá là nhiều, thì mọi người cần vào đây. Đấy, mọi người vào đây mọi người xem. Mọi người để đấy, chạy live stream này. Đúng không ạ? Chúng ta hãy vào đây và tham khảo cách họ làm, cách họ đang đăng những cái mẫu mới thì chúng ta có cái góc nhìn nó sâu xa hơn, góc nhìn được tổng thể hơn, mọi người thấy không ạ? Thì các bạn sẽ có được cái cách nào hiệu quả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye.